Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng thăm homestay Itiklou. Homestay này là ở ngay trên lối vào bản, nằm trên đường chính. Nếu mà đi du lịch ở chỗ này là thích nhất này. Khu vực này có cái vị trí, có cái view cao rất là đẹp. Sẽ nhìn rộng khắp được cả khu Y Tý. Hàng rào được xếp bằng đá theo đúng truyền thống của người dân tộc Mông. Vâng. Số lượng người ông đi ít người thì cái tiện nghi của ông lại cao hơn, đúng rồi đúng không? Ông đi nhiều đông người này mẹ, chính là mẹ càng xe càng to càng rẻ ấy, đúng không? Xe to lên đi đâu mình rẻ, đúng không? Tại vì trưa qua cái thằng cu ở cái quán anh nó đã phân tích rồi, mình bảo rằng là sẽ lại ngồi đó đúng rồi. Tính ra ở tiền công mình cứ được 300 ngày rồi bằng thằng thợ giày à? Ô lý đi ra.
Mua xe đi này thì có 300 nghìn là nghèo ấy. Thật ra là mọi người nhiều khi cứ không tính đến chi phí khấu hao xe, đấy, chi phí sửa chữa xe lớn. Nhiều khi là thật ra mình tính ra đúng là công không bằng cái ông bốc vác chủ vạn là vì thế thật. 300 ngày thì cổ mẹ làm gì nữa. Đúng rồi, nó phân tích ra anh ngứa người ra. Mọi người không tính đến thế ví dụ như 400 nghìn một chuyến mà đây từ là đây là có xe máy dầu nhá, xe máy dầu nó còn ấy nữa, lên Sapa nó còn đỡ hơn nhiều. Đây mà mấy lần, chạy con số 1 chiều thì bây giờ cũng lắm đẹp cho được 200. Vậy tôi vẫn phải đi không về. Thì đấy. Thế nhiều người cứ xuống đón khách lên được có 500 nghìn, 400 nghìn một chuyến. Đúng rồi, chỉ thế thôi nhỉ. Đi 500. Xe 4 chỗ 400, xe 7 chỗ 500. Xe 3 nó đỡ hơn. Đường này cũng được tính được km thì xa 3 rồi. Chết. Qua tầm 20 con dốc toàn 10%, toàn 1 số 1 số 2. 20 cái. Em đường số 2, số 3. Đấy. Đoạn nào mẹ dài dài mình cũng chơi số 3 chứ không vừa lên số 3 được, còn đoạn này phải về số 2 ngay. Có đoạn nào mình quen rồi thì thôi. Ngay phía bên tay trái chính là khu nhà Trình Tường, cũng sử dụng làm nơi nghỉ cho khách. Ở đây gà được thả rông, chạy loang quang khắp nơi. Và có những tảng gỗ lũa được vớt từ dưới suối lên. Có lẽ là sẽ tận dụng để làm một vài đồ trang trí cho homestay. Ở trên Y Tý này thời tiết lạnh còn trồng được rất là nhiều táo mèo. Mái lợp đây chính là mái lợp bằng pơ mu này. Tường nhà được ghép từ gỗ thông. Căn nhà này hoàn toàn bằng gỗ đấy. Táo mèo được hái về đang chất đầy bên hiên nhà và sẽ được xử lý để làm táo mèo khô hoặc là rượu táo mèo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.